Ok, sẽ tiếp tục với giai đoạn cutscene tiếp theo. Mình cũng vừa mới skip cái đoạn tạo hình nhân vật các thứ để bắt đầu luôn đoạn cutscene này, cũng mất thời gian. Đúng là cái đồ nền đồ họa từ năm 2012 thì cũng hy vọng mới ở cái đồ họa của trò này. Hear ye, hear ye! The prophets have spoken, friends. The dragon's return is nigh. Join the honorable duke's ranks and help us be rid of the foul beast. The day's come to lay down rod and reel and take up the sword. Gì đó bất ổn. À, khúc này con rồng nó bay đến đây. It's the dragon. Con rồng thật. Chưa kịp làm gì. Thực ra là mình chỉnh cái cấu hình đồ họa xuống còn me đồng cho nên là nó không được tốt cho lắm. Đấy, mình đang record cho nên mình không chơi được mức setting ở 2 hay ultra được. Để record đang quay video cho nên là phải me đồng đảm bảo hay FPS. Mặt trắng dã. Con này dùng lửa. Ôi giời, mấy ông này chưa gì thì chạy mất thích này. Thực ra cái trò này nó tập trung vào nền tảng gameplay với cả chiều sâu trong cái gameplay. Nó là trò thế giới mở cho nên là cũng không đầu tư quá nhiều đồ họa. Theo cô biết vậy. Cảm giác đang rất cảm xúc là giống Monster Hunter và Dark Souls. Rồi, ta sẽ có món thịt nướng ngay bãi biển. Nhau nó à? Chơi luôn. Bám nó. Chưa kịp làm gì mà đập pin nó không non đam luôn. Ôi giời, ăn táp giống kiểu giống như kiểu level 1 đánh boss level 1000 ấy. À, vẫn đâm được kiếm vào tay nó. Cái cũ rồi. Đưa mày làm gì tao? Đừng nói mình, nó tha cho mình nhá. Nói gì? Game over. Chưa chết cơ. Má vãi. Ăn luôn. Kết thúc trò chơi Game Over. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé.
Hôm nay ngồi mà trên là cũng không có hứng thú với đùa. Thật ra mà nói, còn đùa cũng là tròn của mình hơi bị kém. Thành sẹo luôn kìa. À, chỗ này không có gì đúng không? Chỗ này xem rồi, bắt đầu xem đây. Skip luôn thôi. Bây giờ sẽ bắt đầu luôn. Đi đây. What? Why is this happening? Oh, the horror. The horror. Blind screen. Phải có một cái lọ đựng nước ở đó thì lấy được. Take up arms, Arisen. For my kind do not heed the toothless. Okay. À. Đây là chọn class Fighter này. Sử dụng vũ khí kiếm và khiên. Đấy, cận chiến. Phản đòn. Mết là sử dụng triệu. Mình sử dụng nói chung là hồi máu với cả pháp sư ấy. Còn Strider đó chính là sử dụng những cái thanh đoạn kiếm cùng với cung tên. Strider rất là giống một cái trò chơi mình đã từng chơi là Strider Hero. Nhìn cũng rõ nhỉ. Kiếm khiên. Ok, mình sẽ bắt đầu với thằng Fighter đi xem. Mày kiếm nước khiên. Ồ, xin lỗi nhá. Tâm thế không chết nhỉ. Chết chết, tổ lỗi quá. You say it left a glowing scar? Yes, the wound has closed, and it seems the worst is past. His heart lies silent. If you would face me. À, nói chung là thằng này nó không còn có tim rồi, nhưng nó vẫn sống. Sure of this? Yes. Ill magic, the work of some curse. The whole world's already gone mad for fear of this dragon. Won't no good come with this. I must go see to the others, Kina. Tell me if what changes here. Nhìn cũng ngon phết này. Last boy. Chơi dầu. Chơi luôn hết hoa quả trên bàn chứ. Mình rau cải đi. Xô chổi cũng chơi luôn, không tha. Còn gì không? Khiên. Cùng bộ cơ bản. Ra ngoài cho nó.
The chief says your injury could be a curse from the dragon. If so, that's not something I know how to. But there must be a way. Nói chung là sau cái vụ của con rồng tấn công của cái ngôi làng này thì có vẻ như người dân đây đã bị nguyền rủa một lời nguyền nào đó. Đến cả khi nãy đấy. Cái gì này? Cái này cũng vì nó có cái mang yếu tố thế giới mở cho nên là mình nó giống như là cảm giác thế nào cũng có một phần giống Assassin's Creed. Hay là tại vì chơi nhiều cái trò quá như này là khoảng tâm lý đưa ra so sánh. Đừng có chơi lại. Suýt chút nữa đi. Mất hồn. Hóa ra nó nhảy qua là cái chỗ này mà. Gì đây? Cái xương. Cricket monster. Ngấm à. Xin chào. Vào nhà người ta như chỗ con người này. Cái chai không, cái vỏ không. Cái này chắc phải tính mình múc ít nước hay là ngụt nước. Rồi xong, chắc cái trò này là kiểu như là sau đây. Đói mới khát các thứ đây. I simply cannot fathom why a dragon would harass a people such as us. I need a favor. Can you fetch the flowers I need from outside the village? I need more of the one you see there. The more you can find, the better. Nhiệm vụ đây. Có lại là đi lấy hoa cho cái bà này. Chẳng phải kiếm được cái gì xung quanh đây đã rồi. Ngoài sao? Ủa, chém mấy hộp bé tẹo không vỡ được. Ngoài biển sao? Cảm giác cứ Zomus. Nên làm lại pha vào xong. Dù vãi. Một cảm giác rất rô mốt. Về bã các bạn ạ. Bắt cả cá luôn chứ. Chim.
rồi. Đi cao ghê. Bọn này chắc là nước để khát đây. Ủa, empty flask. Không là một cái lọ. Đây. Tí nó múc thêm ít nước mới dầu vào. Ok, sẽ bây giờ sẽ lên trên cái thị trấn cho nó. À, kiểm tra đây ạ. Cá. Thấy được rồi. Giỏ. Rồi, bây giờ leo lên trên kia. Làm trên à, có khí trong này cả đi ra. Lấy dầu là lấy lắm dầu đấy. Lắm dầu ăn đấy làm gì. Chết, lấy nhiều dầu quá không có lọ. Lấy nước. À đây rồi, đây rồi. Master Boy. Xô này. Chúi này. À, nó mang nhiều quá chắc là nó cũng tính độ nặng, sức nặng mang theo đấy, đang giới hạn một khoản nào đó, không thể mang quá nhiều item. Ở đây toàn ngư dân, ngư chài thôi. Và cá. Ô, tiền. Nhiều vãi 1.000 tiền. Dâu to rồi. Gì không?
Trà nước. Dầu thôi. Hết rồi. Cửa hàng nào còn đêm nhỉ? Hay rồi. Vải à? Nhặt vải. Chỗ này lại may quần áo các thứ rồi. Nấm này nó có shop ở gần đây à? Chắc đây. Xem cái này có gì không? Có gì bỏ vào cái giường trong không? Mặt tiền nữa. Dậy vãi vào nhà người ta ăn trộm tiền. Trộm xanh đồ đạc ấy. Cà rốt, pumpkin, chơi cả bí ngô, táo, apple, cá đấy không? Mua lấy cái cá, luôn. Fate mocks me. I thought to run, even made a start of it. Chưa thế rồi. Ok, chào bà. Up to your old mischief, Minnow. If you've time to gad about, make yourself useful. Xem rõ bé đã tụt xuống này. We all knew the dragons. The faith can keep their prophecies. The dragon always comes around. Giọng đồng tiếng của cái bà này nghe giống như bà kể chuyện trong lớp sâu đấy. Vinita House. Nhà của Vinita. Tiền. Lại thêm nghìn nữa. Cho cả nhà hết rồi. Kiếm nước cửa hàng nào đó. Không có gì cả, nhiệm vụ à? Gathering ingredients, eh? You often see those flowers growing at the roots of bigger trees. Not that I'm fain to brave. Just see you're not injured yourself. À đây rồi. Đây là quán trọ. Bạn có thể hồi phục máu và một số thứ sau khi nghỉ trong quán trọ này. Đây là nhiệm vụ này. Đây mình sẽ nhận hết. Chưa cần ngủ cái trò này. Có gì? Thịt.
Cho mình con thịt bò luôn nha. Bí ngô. Dao. Ta đang rồi còn nấu nướng cơ. Thú vị phết. Chết quên, tự nhiên tôi tiện được ngủ sông ở phòng ngủ ở đây. Chủ quán. Chủ quán rồi. Cho hai chai Ken lên xem nào. À, có cái biểu tượng lên kia xung quanh đây. Cái biểu tượng. Xem cái nhà này. Này vừa rồi. Không có gì được cả. Nhìn nhận hào. Úi dồi ôi. Chào cô em xinh đẹp. It's no great love for the village that keeps me here, truth be told. It pains me to leave behind late, is it? Trên xem nào. Gì đây? Nhìn meo răng bữa thật. Okay, có một cái giường đây. Demon Priat. Chẳng biết là cái khỉ gì cả. Nhặt chút. Tray. Đua hả mày? Lấy cả luôn cái khay đựng ấy của người ta. Giếm nhà được tiền chứ. Chào. Đã bố người để quên. Ta đứng dậy. Đã đi cái thang này. Animation làm hơi bị kém. Nghĩa trang à? À, đây là church, nhà thờ. Nó sẽ đưa lên bánh nước. Trang lại hết lõi này. What I can help you with. Không, tôi không cần.
Ôi được rồi, bây giờ sẽ đi ra ngoài. À, dưới kia có một cái dương. Xuống. Tiền, 1.000 tiền. Xong này xong còn gì không? Một cây thảo dược. Thảo dược nữa. Nhiệm vụ của bán nó như là ô tô chết. Ôi dồi ôi, nhìn máu mình này. Thế mà vẫn đứng dậy nó đi như thường rồi này. Ủa thì máu đấy. Đây là máu nhỉ. Không thể được. Rồi mất cái loại. Ủa, không có máu ta. Ôi tôi chết loại một xong rồi, không thể được. Kiếm được cái gì mua ít đồ này. À đây rồi nghe. Oh, hello. It's a mercy. I only wish I hadn't. Xem nó đi nào. Vũ khí. Jewelry sword. Justice sword. Hand sword. Ok, mình sẽ mua một cái kiếm này. Điện tăng sức mạnh trời. Có khiên để sao đi. Sao cũng được. Xem nào. Mũ máu. Quần áo. Áo choàng kìa. Dưới là tăng máu, phía trên là tăng thể lực, có cái biểu tượng này, kháng này, yếu tố tăng lên 100 này, cái mũ này đi. Cái mới tự tin hẳn. Choàng nữa. 3.300. Nên hết cố tiền rồi. I only wish I had more to offer. Cố tiền luôn. Ông cây kiếm này dài vãi. Sao rồi. Xem nhà bài này có gì không? Chắc lại tiền rồi. Đúng thật. Trộm tiền ngay trước mặt bà chủ. Xô mới chối. Không làm gì nhiều sau không biết là cũng có xây dựng được nhà cửa đi không? À, ít nhất thì cũng phải trang trí nhà cửa. Chai nước, chai dầu ăn. Ok. Đánh giá là gameplay có chiều sâu. Giờ sẽ cùng ra ngoài. Ở đằng này, nó đi rồi. Chạy hơi chậm vậy. Gì đây? Ha ha.
Surprise, motherfucker. Thằng này có biết sẹo tay. À thế chắc nó giống mình. Chắc nó bị nguyền rủa giống mình. That man you are speaking with, he's of the Pawn Legion. They come from some unknown place. Just not human, quite. They look the part, sure enough. They have no capacity to feel nor act alone. There's an encampment. I'd wager a fair number of his... Why don't you take him? Might be you. Before leaving, visit the store to make sure you've ample supplies. Ai nhỉ, giống cậu đại mình lúc em. Cái máu khám phá nó lại vào rồi. Cô đi nốt cái nhà trong ra ngoài. I suppose the villagers take turns standing watch. Có kỳ mất được cả. Thôi đi ngoài. Khu theo anh. Đâu rồi mày? Lift. To the encampment. Okay, chúng ta cùng Grancis. This path should see us there. Tự động xếp. Xem có gì đây. Trong bụi rơm là có gì đây. Fast boy. Trời tối rồi. Nó bảo mình dùng cái đèn dầu để cho sáng. Rồi sáng ngay. Nấm. Đừng dầu tốn dầu. Hết thì là phải tiếp dầu nhá. Đã hiểu. À, kia có một cái chạy. Chứ cái ghế nhà mình chưa. Quá hết cái thảo dược vào đây á. This looks interesting. Interesting. À, để xem nào. Đồ. Quá có lên luôn rồi. Đồ. Nhìn cay vãi. Ghê chứ, xuống dưới xem nào. Hết thể lực. Hết thể lực và tự động của mình. Brick, gạch. Đùa như hết đá để gạch. Khéo chóc xây nhà thật chứ. Unused
sử đất vẫn bình bất thường, mình không bình thường. Goblin. À, Goblin, Goblin. Goblin. Đánh mày xong tao mày. Đánh mày tao à? Xong nhiệm vụ luôn. Ma combo. Chắc phải có dương đồ chứ không có mang này. Sao mang hết được? Nãy vừa thiếu cái đống tiền không nhỉ? Okay, thằng này nó búp cho mình cái lửa kiếm. Tôi đã dùng nó làm gì? Vũ lên level 3 luôn. Tên dầu à? Hay cho chất lửa. Xem nên nó vô cộng điểm nó không? Chắc cơ chế lên level nó tự cộng điểm cho mình rồi. Đúng rồi. Cộng rộng điểm này. Thiện nhàn đỡ về lan tăn phần vui. Không bướng. Nghe được đúng cái loại hoa môn đâu. Gạch. Nào để quên cái con bia đây. Rốt mà. Rốt đánh dân thường, đội hóa phải cứu ngay, không nói chết được ta rồi. Rồi biết rồi, khổ, chuyện hòa. Đi sợ lửa, ghét lửa, mình muốn luôn. Cái gì đây? Đi cầu. Yeah.
Lincoln, Lincoln. It's weak to fire! Để nó. Để chuyện ngoài xem nó cưỡng nào. That was fun. I'm called Reynard, a traveling salesman. But thanks to you, it was open. Nè thật kết. À đồ. Đừng nói mình là áo choàng nhé. Định mệnh. Ôi trời ơi, vừa mua cái. Cái tiền. Đăng tay. Gì coi đây. Có gì đó chỗ này. Ở đây đây. What's that? À nó nhặt hồn mình à. Còn mình còn sói. Luôn. À vậy xin ra như không chơi luôn, ôm hơn cả đối thủ luôn. Lúc keo, ra sói. À, nó hồi máu. À, nó hồi máu giúp mình à. Từ từ nhặt thấy chỗ lấm nhé. Road will have us to the encampment here much longer. I'll take that. Oh, nhặt ít cái này. Nhìn hồi máu chứ. What's that? Tiếp thế này. Kia có một cái dương. Hết lực, hết stamina. Are you all right, Master? I wonder what's inside. Nghìn gôn. Nghìn gôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái làn tiếp theo. Cái gì đây? Nát nút. Lắm hạt thế không biết. Không ai thôi người thích. This road will have us to the encampment ere much longer. Are you all right, Master? Bọn Paul này nói được như ấy nhỉ? Ai hay phết. Yeah.
điều có gì trước khi vào làm đây rồi. Chúng ta có một cái bụi query. Quỷ gì? Như mình vừa đọc phải cái dầu. Ôi thật chết. Chuyện dài. Bắt sợ ra. Khi nào bắn ra có khả năng gây nổ đây. Ok, vậy là chúng ta tới công an làng rồi. Có lẽ mình cũng nên kết thúc cái video này ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.